nổi tiếng. Hôm đó, anh đang dọn dẹp nhà cửa thì con gái đi vào nhà với gương mặt đầy vết thương. Anh cảm thấy hơi bối rối, liền gọi những thành viên khác trong gia đình tới, nhưng cho dù thế nào thì người con gái cũng không chịu nói ra. Đúng lúc này, có một cô gái tự xưng là bạn học của người con gái tới. "Cháu biết ai đã đánh bạn ấy ạ?" Hóa ra người con gái bị đánh. Cô gái nhỏ dẫn anh ta chạy một mạch đi tìm đám côn đồ kia. Sau khi tới nơi, cô gái kia liền trở mặt. "Ôi, tôi diễn thật là giỏi." Hóa ra mục đích của cô ta chính là dẫn người đàn ông tới đây để đám côn đồ và vua đấm bóp trong truyền thuyết đánh nhau một trận để nhanh chóng được nổi tiếng. Nhưng anh không để ý nhiều như vậy. "Là ai bắt nạt Sobin nhà tôi vậy? Là cậu sao?" Anh ta nghiêm túc xin lỗi, tính tình của con gái không tốt, trước đây còn từng đánh một nữ sinh, anh cho rằng là nữ sinh đó thuê người trả thù. Ai ngờ rằng lời mà đám côn đồ nói lại như sét đánh bên tai anh. "Sobin không đánh người đâu, nó bị cả lớp chúng tôi cô lập mới đúng." Hóa ra con gái vẫn luôn là người bị hại. Anh rất đau đớn. Cô lập nó còn chưa đủ, lại còn giày vò nó một cách tàn nhẫn. "Vì sao? Vì sao hả?" Đám côn đồ vẫn đang không ngừng khiêu khích người đàn ông, nhưng dường như bọn họ quên mất rằng, người đàn ông này ngoài việc là một người cha già, còn là một tay vua đấm bóp không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Anh bắt đầu ra tay. Đám côn đồ nhanh chóng bị đánh cho nằm ra đầy đất. Nhưng anh không biết rằng cảnh này đã bị đám nữ sinh ở bên cạnh quay hết lại. Nếu như đăng lên mạng, thì anh sẽ biến thành kẻ xấu bị lên án. Càng đáng giận hơn đó là, đám nữ sinh kia quay xong liền bỏ chạy. May mà lúc bọn họ bỏ đi, thì bị quản lý của người đàn ông chặn lại, điện thoại bị thu giữ. Ở bên kia, tuy rằng đã đánh đám người này, nhưng anh vẫn không thể bình tĩnh nổi. Vì sao cô con gái xinh đẹp hiền lành của mình lại phải chịu đựng sự đau khổ như vậy? Trong trận đấu, anh không tập trung, tay vua đấm bóp trong truyền thuyết đã thua trận. Anh thua dưới tay bạn thân thời trung học. Câu chuyện giữa bọn họ cũng không đơn giản. Chàng trai này tên Zeo Kyu, đừng thấy anh ta chỉ là một học sinh bình thường, thực ra chính là một tay vua đấm bốc chưa bao giờ thua trận. Hôm đó, trên đường Zeo Kyu thấy một đám người đang đánh nhau. Vốn dĩ anh cũng không muốn quan tâm, nhưng lại bị đánh trúng. Zeo Kyu nhẫn nhịn, nhưng một người trong đám đó lại gọi anh quay lại. Hóa ra là bạn cùng lớp, Zeo Kyu dừng tay đi, đám người này không thèm quan tâm, Zeo Kyu không nhiều lời liền ra tay. Đám người này bị đánh cho một trận, sau khi xong chuyện Zeo Kyu còn đe dọa một câu, "Tao là Zeo Kyu, lần sau thấy tao thì nhớ đi đường vòng." Ngày hôm sau, tên côn đồ Zeo Kyu không chịu phục, tới trường học tìm người, muốn Zeo Kyu đấu với mình thêm một trận. Còn chưa đợi Zeo Kyu ra tay, đại ca của trường là Sang Ho Eun đã không nhịn được. Sang Ho Eun và Zeo Kyu đánh nhau một trận, hai người hòa nhau. Trải qua chuyện này, Zeo Kyu và Sang Ho Eun cùng với người bạn giàu có là Jin Ho trở thành bạn thân. Người ta thường nói không đánh không thành bạn. Zeo Kyu dần dần tham gia vào nhóm bạn này, tưởng rằng nhóm anh em này sẽ trải qua cuộc sống cấp 3 một cách vui vẻ. Nhưng cuộc đời vẫn cho bọn họ một đòn đả kích nặng nề. Zeo Kyu là học sinh ưu tú môn thể dục của trường học, còn là thành viên dự bị của cuộc thi đấm bốc ở Thế vận hội. Vì cuộc thi mà không biết đã phải cố gắng bao nhiêu. Nhưng trong vòng loại, rõ ràng là Zeo Kyu đã thắng, nhưng cuối cùng trọng tài lại dành cơ hội cho tuyển thủ có kinh nghiệm phong phú, mà bọn họ nói. Zeo Kyu rất không phục, đám anh em cũng thấy bất bình cho cậu, nhưng cuối cùng vẫn uổng công. Sau khi vòng tuyển chọn kết thúc, Zeo Kyu thay đổi tính tình, chàng trai lương thiện ngay thẳng đó đã biến thành cậu trai xấu xa như bây giờ, nắm đấm từng vung lên vì ước mơ, bây giờ lại trở thành công cụ phát tiết phẫn nộ, nhưng quá vênh váo rồi cũng sẽ gây ra chuyện. Sau khi bọn họ đánh một đám côn đồ, chuyện càng ngày càng lớn, cuối cùng bị nhốt vào nhà giam. Jin Ho với gia cảnh có điều kiện đã được cha dẫn đi. Còn lại ba người Zeo Kyu, để không bị ghi tội, dưới sự dẫn dắt của một gã đàn ông, gặp người quản lý ở chỗ bọn họ gây chuyện là Jong Cheon. Jong Cheon dẫn ba người tới một nơi, hóa ra ông ta là một ông trùm. Tìm ba người bọn họ chính là để giúp mình đuổi những hộ gia đình ở mảnh đất này đi, đưa cho bọn họ một con dao, để chuyện của bọn họ không bị lộ ra. Zeo Kyu là người đầu tiên xông ra, Sang Ho Eun càng nghĩ càng thấy không ổn. Đúng thật, Jong Cheon đã bỏ chạy, Zeo Kyu sợ Zeo Kyu xảy ra chuyện nên quay lại. Nhưng cuối cùng vẫn muộn, Zeo Kyu đã ra tay rồi, dưới lầu vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Vì anh em, Zeo Kyu quyết định tự mình chịu tội, cậu đi đi. Sau khi trải qua chuyện này, mỗi người đều tự sống cuộc sống của riêng mình. Ai ngờ được rằng, bốn anh em bọn họ gặp lại nhau lần nữa thế mà lại là vì đấm bốc. Ông chủ quán mình nhìn trông có vẻ bình thường này, thực ra chính là tay vua đấm bốc. Sau khi vợ qua đời, để nuôi con gái, Zeo Kyu tự mình mở một quán mì nhỏ, nhưng buôn bán không được khá khẩm. Hôm đó, có một cô gái kỳ lạ tới quán, muốn Zeo Kyu tham gia một cuộc tuyển chọn. Nắm đấm trong truyền thuyết, thắng sẽ được $20,000. Mới đầu Zeo Kyu còn có chút do dự, nhưng để con gái có cuộc sống tốt hơn nên vẫn tham gia trận đấu. Nhưng dù sao thì cũng đã lâu không đánh nhau, hơn nữa còn không được hỗ trợ. Trận đầu bị đối thủ đánh cho một trận, nhưng Zeo Kyu nhanh chóng lấy được trạng thái, dần dần có được tiết tấu của mình. Cuối cùng Zeo Kyu dùng thân phận của người khiêu chiến, đánh bại tuyển thủ chuyên nghiệp, nhận được 2.000 vạn.
Đối thủ thứ hai của anh ta là anh em tốt thời cấp 3, Zeok, người không liên lạc đã lâu. Zeok dễ dàng đánh bại Zeok, hai lần thắng cuộc khiến Zeok nổi tiếng. Quán mì mới đầu còn vắng khách, giờ đây buôn bán ngày càng tốt. Vốn dĩ Zeok không muốn tiếp tục tham gia thi đấu nữa, nhưng lại không chịu được sự cảm giảm của mẹ vợ, anh lại đi tiếp. Lần này thắng rất gian nan, đối thủ lần thứ tư càng trùng hợp hơn đó là anh em tốt thời cấp 3, Sang Ho Eun. Tuy Zeok rất mạnh, nhưng con gái lại xảy ra chuyện ngay trước trận đấu. Anh không tập trung vào trận đấu, cuối cùng thua dưới tay Sang Ho Eun. Sau khi Sang Ho Eun giành được chức quán quân, lượt xem của chương trình giảm xuống. Để nâng cao lượt xem, đạo diễn nghĩ ra một cách hay, để cư dân mạng bầu ra 8 người mạnh nhất toàn quốc, tiền thưởng nâng lên $200,000. Hơn nữa còn dùng cách livestream để thu hút người xem, cách này đúng là có hiệu quả. Tất cả mọi người đều mong chờ. Zeok, Sang Ho Eun, Zeok đều được chọn. Vốn dĩ Zeok không định tham gia, nhưng con gái nói với anh rằng, không phải cha đã nói rằng tuyệt đối không được buông bỏ ước mơ sao? Cuối cùng anh vẫn tham gia, mỗi người đều bắt đầu luyện tập ngày đêm. Nhưng đúng lúc này, ông chủ của Zeok là Kang Kook tìm tới Zeok. Ông ta muốn thuộc hạ của mình thắng trận. Chỉ cần Zeok đồng ý đánh đòn giả thì sẽ có ngay 2 tỷ trong tay ngay lập tức. Vì người nhà, Zeok đã đồng ý. Trận quyết đấu sắp đến, con gái của Zeok tới tận nơi cổ vũ anh. Ông chú đạp gió rẽ sóng rất nổi tiếng, các tay đấm bốc vừa xuất hiện, bầu không khí liền bùng nổ. Trận đấu diễn ra rất kịch liệt, Zeok dừng lại ở top 4 với đầy tiếc nuối. Tuy Sang Ho Eun ở vị trí cao hơn nhưng vẫn bị thương nặng. Rất nhanh đã tới trận đấu giữa Zeok và Jongman. Nếu như Zeok thua thì trận đấu tiếp theo sẽ tới lượt Sang Ho Eun và Jongman đấu với nhau. Với tính cách của Jongman, vết thương của Sang Ho Eun sẽ càng nặng thêm. Vì không phụ sự kỳ vọng của con gái, Zeok đưa ra quyết định gì? Hiệp đầu, Zeok bị đánh rất thảm, bạn bè đều không nỡ nhìn, chỉ có cô con gái vẫn tin rằng Zeok sẽ thắng. Cha cháu sẽ không thua đâu, cứ thua thử xem. Hiệp thứ hai, Jongman vẫn ra đòn mạnh như vậy, may là Zeok đã tỉnh táo lại. Hiệp thứ ba, cuối cùng Zeok cũng mạnh lên, thêm việc thể lực của Jongman đã giảm xuống, liên tiếp bị Zeok đánh ngã. Ở dưới đài, Zeok tìm Kang Kook. Anh Zeok bảo tôi trả lại cho ông. Jongman ở trên đài điên tiết lên. Ông chú, không phải mày nói sẽ thua tao sao? Cuối cùng Zeok nhẹ nhàng đánh bại Jongman. Tuy đã được vào trận chung kết, nhưng Zeok lại không muốn tham gia. Giữa anh em với nhau thì thi đấu cái gì? Anh mặc kệ khán giả mà bỏ đi. MC muốn chữa cháy, nhưng lại bị khóa cổ ngay tại chỗ. Sau khi tới phòng nghỉ, Sang Ho Eun thay đồ thi đấu ra. Không hổ là anh em tốt, nhưng đạo diễn rất tức giận. Giả vờ làm quan trọng tới vậy à? Tuy đạo diễn rất hùng hổ, nhưng dù sao thì Sang Ho Eun cũng là quản lý. Không phải mấy người muốn có quán quân sao? Ai nói rằng phải thi đấu thì mới lựa chọn ra được quán quân? Tôi đi nhận thưởng, $200,000 thuộc về tôi. Cuối cùng, Sang Ho Eun và Zeok chia đôi phần thưởng. Cô con gái cũng tiếp tục đi học lại, dũng cảm đối mặt. Bộ phim này mang tên Tay Đấm Huyền Thoại. Ai nói đàn ông trung niên không được có ước mơ? Nhóm ông chú này chính là tấm gương rất tốt. Hy vọng mọi người tới độ tuổi trung niên vẫn nhớ được ước mơ thổi đầu của mình. Bye bye!